cuộc triển lãm nghệ thuật Sau những song sắt, tinh từ Rô, cách Paris một giờ lái xe, một cuộc triển lãm với một sự khác biệt đã mở những cánh cửa sắt vào hôm thứ Ba. Chính tù nhân trong trung tâm giam giữ Francillon đã mất một năm để lựa chọn những tác phẩm, phần lớn được mượn từ các bộ sưu tập công cộng cho một cuộc triển lãm được tổ chức cho các tù nhân trong trại và gia đình của họ sẽ diễn ra bên trong các bức tường của nhà tù. Khách mời vào hôm thứ Ba đã được hướng dẫn bởi các tù nhân. Nhiều người trong số họ thừa nhận hoàn toàn không có quan tâm đặc biệt nào đối với nghệ thuật trước khi bắt đầu dự án. Sau một năm nghiên cứu, họ đã có thể nói về màu sắc ấm áp trong bức tranh Chợ Thảm ở Cairo của họa sĩ Pháp Louis-Claude Mouchot và những nét vẽ chi tiết trong một bức tranh của họa sĩ Hòa Lan Jan Stok. Cuộc triển lãm mang tên Hành Trình, một sự lựa chọn khiêu khích nhưng có chủ đích của các tù nhân. Nhiều người trong số họ đã trải qua nhiều năm trong tù. Từ những đồ gốm của thế kỷ thứ 6 cho đến những bức tranh sơn dầu của thế kỷ thứ 17, cuộc triển lãm là một tour du lịch lịch sử đi qua các châu lục, tất cả lấy cảm hứng từ chủ đề khám phá. Đưa những tác phẩm không thể thay thế được đến một cuộc triển lãm do những người tù nhân tổ chức có vẻ là một yêu cầu khó khăn. Nhưng những người tổ chức cho biết họ đã nhận được rất ít từ chối từ những người sưu tập và các bảo tàng. Ông Vincent Jean thuộc bảo tàng Victor Hugo đã chấp nhận ngay lập tức khi được nhờ giúp tổ chức dự án và cho biết ông đã nhìn thấy một sự phát triển đáng kể trong mối quan hệ của những người tù với nghệ thuật trong quá trình thực hiện dự án. Các bức tranh, bức ảnh và tác phẩm điêu khắc sẽ được trả lại khi cuộc triển lãm đóng cửa vào ngày 17 tháng 11, nhưng các mốc treo sẽ được giữ lại cho các dự án tương lai. Giám đốc nhà tù bà Nadine Piquet nói rằng, một cuộc triển lãm các tác phẩm của chính những tù nhân hay thậm chí một buổi trình diễn thời trang là những dự án có thể được thực hiện. Các tù nhân nói rằng, kinh nghiệm làm việc trong một nhóm với sự tham gia của người từ bên ngoài sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc hội nhập trở lại xã hội một khi họ mãn án tù.